Đâu? Cái trống trường em, cái trống trường em suốt ba tháng mùa hè cũng nghỉ, suốt ba tháng liền trống nằm ngẫm nghĩ buồn không hả trống. Trống trong những ngày hè bọn mình đi vắng chỉ còn tiếng ve. Cái trống lặng yên nghiêng đầu trên giá, chắc thấy chúng em nó mừng vui quá. Kìa trống đang gọi tùng 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 vào năm học mới, giọng vang tưng bừng.